trở về bên lão già háo sắc kia. Nè, dạ, trả lại đây cho ta. Nè, làm cái gì vậy? Đưa đây. Buông ra, buông ra. Cái này là cái gì đây? Mấy dòng thư này là sao? Rốt cuộc thì cô là ai? Chủ nhân cô là người nào? Cô và kẻ đó đang âm mưu gì? Muốn làm gì để hại cha con ta? Nói mau lên! Cô không nói thì đừng hòng ra khỏi đây. Kẻ cầm đầu của cô là ai? Có phải là lão tôi hay không? Chính lão ta là người đã bày hết những trò này đúng không? Lão ta muốn cha con ta mâu thuẫn, hòng chiếm đoạt gia tài họ Trịnh, có đúng như vậy không? Hãy còn ở mưu gì khác? Nói đi, nói nhanh lên. Cô có thù oán gì gia đình họ Trịnh mà lại lập mưu bày kế chia rẽ cho con ta? Tôi có thù oán gì với cô mà cô lại ác như vậy? Đến nước này ta cũng không cần phải giấu ngươi nữa. Ngươi nghe đây, đúng là ngươi chưa làm gì ta, và ta cũng không có thù gì với ngươi cả. Nhưng đáng tiếc, ngươi là con trai của cái kẻ mặt người dạ thú đó, cho nên ngươi phải gánh tội thay cho hắn. Chính hắn, hắn đã hãm hại cuộc đời con gái của ta, rồi phóng hỏa hòng giết chết cha con ta để bịt miệng thế gian. Nhưng may mắn là ta đã thoát chết. Nhưng mà bây giờ ngươi đã phát hiện rồi. Nhưng mà ta tin ông trời cũng có mắt. Những kẻ ác độc và khốn nạn như cha ngươi sẽ bị ông trời trừng trị thích đáng. Ta không tin. Cô đang bị chuyện này gạt ta đúng không? Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ cô có ý đồ gì đó, nên muốn tiếp cận cả cha ta và ta. Không nói nhiều nữa, đi với ta, nhanh lên. Buông ra. Ngươi đưa ta đi đâu? Đi đối chất với lão tôi và cha của ta, để ông ta thấy rõ bộ mặt thật của cô. Ta sẽ lôi cổ những người đứng sau lưng cô ra để trừng trị. Cô dám lừa gạt Trịnh Phú Túc này, coi như cô tới số rồi, rõ chưa? Tới số, trừng trị, trừng trị, trừng trị nè. Coi như trừng trị cái gì, hả? Cô tưởng cô xé bức thư này rồi, ta sẽ không còn bằng chứng để nói chuyện với cha của ta hay sao? Mà đi theo ta, để đối chất với cha ta và ông Tôn. Đi. Buông ra, buông ta ra, buông ta ra, buông ra. Cô mau đứng lên cho ta. Cô định nằm đó diễn tuồng ăn giả với ta hay sao? Nhanh lên, ngồi dậy, theo ta đi gặp cha ta, mau lên. Mau, mau, mau. Ông ra. Ông ơi, ông ra. Ông không được vào đây. Ông ơi, ông ra. Bởi người ta giết người, bởi người ta giết người, bởi người ta giết người, giết người, mọi người ơi. Phúc Túc, mày. Ông, không phải không. Hồng Liên, Hồng Liên, Hồng Liên, cha, mày, bởi người ta giết người, bởi người ta giết người, bởi người ta giết người, cha, con cô ý cha, cha, Phú Túc, Hồng Liên, Hồng Liên. Hồng Liên, à,
Ông Xỉu à? Dạ bà Tư. Dạ có chuyện gì không bà Tư? Tự dưng cái bụng của tôi thấy khó chịu quá. Lát nữa tôi không ăn cơm đâu. Ông nấu giùm tôi chút cháo là được rồi. Xong á, ông nhớ bỏ thêm gừng với tiêu vô nha. Dạ tôi nhớ rồi bà. Bà về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi nấu xong á, tôi bưng lên phòng cho bà. Với lại lát nữa ông có đi chợ á, thì hốt giùm tôi than thuốc luôn. Với lại mua giùm tôi. Mà thôi đi, bắt công phiền ông quá. Dạ không có gì phiền đâu bà. Bà muốn mua gì bà cứ nói đi, tôi mua cho bà. Dạ trước sau gì cũng một lần đi chợ mà. Tôi sợ mua nhiều thứ rồi xách đồ lỉnh kỉnh. Dạ không có sao đâu bà. Vậy cảm ơn ông trước nha. Nè, ông cầm ít tiền này đi. Dạ, nhưng mà bà chưa nói là mua gì mà. Tôi quên. Thì giờ ăn cháo á, tôi sợ khuya lại cào ruột dữ lắm, nên ông mua giùm tôi mấy cái bánh. Rủi tôi có đói bụng, tôi ăn. Còn nữa, ông có biết chỗ nào làm nữ trang giả không? Cái gì? Nữ trang giả hả? Trời ơi, ông nói nhỏ tiếng thôi. Lỡ ai mà nghe thấy, tôi mắc cỡ dữ lắm. Thiệt ra tôi thích đeo nữ trang, nhưng mà ngặt nổi sắm nữ trang thiệt thì tốn tiền dữ lắm. Mà tánh tôi thì lại không thích xài lại đồ cũ, cho nên mua mấy cái đó là tiện nhất. Vừa đẹp nè, rồi vừa rẻ nè. Nếu ông biết thì ông tới đó mua giùm tôi một ít nha. Vòng nè, nhẫn nè, bông tai. Mà nhớ lựa cái nào giống giống thiệt một chút nha. Vậy nha. Nè, tiền nè, ông cứ cầm mua đi. Rồi còn dư bao nhiêu á, cứ giữ mà xài đi. Bà ơi, sao nhiều quá vậy bà? Có gì đâu, ông chỉ cần nhớ giùm tôi một chuyện. Là phải ngậm miệng phải không bà? Đúng rồi, ông hiểu chuyện đó. Dạ. Tự nhiên dặn ông Xỉu mua nữ trang bánh uống này kia, chắc bà ta có dụng ý gì rồi. Chuyện này mình phải báo cho bà Năm biết mới được. Đến bây giờ ta vẫn chưa đoán được bà ta muốn làm gì với mấy thứ đó, nhưng chắc chắn là có âm mưu gì đó, chứ không có đơn giản như lời bà ta nói đâu. Mà hôm nay mày có thấy bà ta đi đâu nữa không? Dạ không, con chỉ thấy bà chỉ đi lanh quanh trong phòng thôi, cùng lắm là ra ngoài sân à. Hiện thời mình chưa biết bà ta làm gì, nên mày cứ bám sát rồi tùy cơ ứng biến. Tao nghĩ bà ta sẽ ra tay ngay trong đêm. Dạ bẩm quan, nạn nhân là một cô gái khoảng 20 tuổi, danh tính là Hồng Liên. Xuất thân thế nào vẫn chưa rõ. Thủ phạm tên là Trịnh Phú Túc, là con trai của thương gia họ Trịnh, ở làng Trù Phú. Có hai nhân chứng là ông Trịnh Quý Thình đây, là cha của hung thủ và người chủ quán trọ. Thủ phạm hiện nay đang ở đâu? Bẩm, hắn đã cao chạy xa bay trước khi quan quân đến phong tỏa hiện trường này. Mang cái xác này về nha môn để khám nghiệm tử thi, rồi lập tức sai người họa hình thủ phạm báo cáo khắp nơi cho ta. Còn ngươi, mau dẫn một toán quân về làng Trù Phú truy bắt hắn. Rất có thể hắn sẽ tìm về nơi đó, có lật tung từng bụi cây ngọn cỏ, cũng phải tìm hắn cho bằng được. Rõ chưa? Dạ thưa quan.
Sở Minh, Sở Minh, anh đâu rồi Sở Minh? Có ai đi theo cô không? Hình như có một đứa, nhưng mà tôi đánh lạc hướng nó rồi. Tiên và nhà nữ trang có đem theo không? Tôi đang giữ đây nè, anh yên tâm. Đưa đây, tôi cầm cho. Bộ anh sợ tôi không đưa hay sao vậy? Bây giờ mau thoát khỏi nơi này, chần chừ một lát nữa bị phát hiện bây giờ. Đi. Anh cẩn thận đó, coi chừng là đứa ban nại bám đuôi tôi. Tôi đã nói cô phải dòm cho kỹ trước khi đi rồi mà, vậy mà để cho tụi nó bám đuôi. Anh làm như tôi không cẩn thận vậy đó. Nhưng mà chuyện hôm trước còn chưa lắng xuống, nên nhất cử nhất động của tôi đều bị để ý hết. Tôi đã nói rồi mà anh đâu có chịu nghe đâu. Anh để thư thư vài bữa là được rồi. Đừng có nói nhiều nữa, đi đi, để không trời sáng đó. Nhưng mà bây giờ đi đâu? Cô cứ đi theo tôi là được. Cũng may là tối nay không có trăng, với lại với nhiều cây to sẽ không ai nhìn thấy mình đâu. À, anh từ từ được không? Chân tôi vẫn còn đau mà, làm sao mà đi nhanh được. Bộ anh chưa ăn gì hay sao mà bụng kêu dữ vậy? Qua này có cái gì bỏ bụng đâu. Cũng may tôi có đem thêm mấy cái bánh nè. Nè, anh ăn đi. Anh ăn đi. Anh sao vậy? Ăn lẹ đi rồi còn đi nữa. Cô ăn trước đi. Anh sợ tôi đầu độc anh hả? Tôi đã chấp nhận từ bỏ tất cả để trốn theo anh rồi, anh còn đa nghi vậy sao? Thôi được rồi, để tôi ăn cho anh coi. Tôi không ngờ anh lại nghĩ tôi xấu xa đến vậy đó. Uổng công tôi gom góp hết tiền vàng,
bất chấp hiểm nguy để chạy ra đây. Anh nhìn đi, ăn như vậy vừa lòng anh chưa hả? Cái bánh có thuốc độc đó, toàn hết cho anh coi, cho anh vừa lòng. Tôi xin lỗi, tôi có nói gì đâu. Anh không nói, nhưng mà trong bụng anh nghĩ vậy đó. Anh có biết gì lo cho anh đói, anh mệt, cho nên tôi mới chuẩn bị ít bánh không? Vậy mà anh nỡ lòng nào nghi ngờ tôi như vậy. Anh có biết ngày hôm qua tôi đã phải bán thóc bán tháo mọi thứ đồ đạc của tôi để tôi có tiền, và bây giờ đi trốn với anh nè, tôi phải chịu cực chịu khổ trăm bề. Mà anh có thèm để ý gì tới chuyện đó đâu. Anh gặp tôi cái là anh hỏi tiền hỏi vàng. Đây nè, tiền vàng trong này nè, anh cầm anh lấy hết đi. Anh đi luôn đi, đi đi, mặc kệ tôi. Anh đi đi, để cho người ta tới đây bắt tôi đi. Tôi tin em rồi. Bây giờ tôi ăn cái bánh là được chứ gì? Bánh rơi xuống đất dơ rồi, còn ăn gì nữa? Để tôi lột cái khác cho anh. Thôi em đừng có giận. Ban đầu tôi cũng tính lấy vàng rồi đi một mình, không cho em theo, sợ vướng tay vướng chân rồi hư hết mọi chuyện. Tôi biết là em cũng còn rất thương tôi và thật lòng với tôi. Tôi cũng rất thương em. Mình sống với nhau đến bạc đầu nhà Kim Sa. Nè, câu sao á tôi nghe quen quá. Ngày xưa chẳng phải chúng ta từng thề nguyền sống đến răng long đầu bạc với nhau? Hồi đó tuy sống có hơi thiếu thốn một chút, nhưng mà tôi thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Tôi được làm công việc mà mình thích, được kề cận bên người đàn ông mà tôi yêu thương. Phải chi cuộc sống cứ trôi êm đềm như vậy thì hay biết mấy. Nhưng mà ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Trong chớp mắt tôi trở thành bà Tư của nhà họ Trịnh. Bây giờ trốn chui trốn nhủi. Còn anh, bây giờ thân tàn ma dại. Chuyện dĩ vãng rồi, em đừng có để trong lòng. Mình làm lại từ đầu vẫn còn kịp mà. Dù là dĩ vãng, nhưng mà vết thương trong lòng tôi vẫn còn rỉ máu. Anh có biết lúc anh bán tôi cho ông Trịnh, tôi đã đau lòng như thế nào không? Tất cả đối với tôi như sụp đổ hoàn toàn. Khi mà người tôi yêu thương nhất và trao trọn niềm tin lại là kẻ cầm dao đâm tôi. Anh thề lúc đó anh không có bán em. Em hiểu lầm anh rồi. Anh không bán tôi sao? Anh không bán mà anh lại nhận tiền để tạo điều kiện cho ông ta giở trò đồi bại với tôi. Anh có biết trước kia tôi yêu thương anh như thế nào không?
Thì cái ngày hôm đó tôi cũng hận anh y như vậy. Tôi đã thề là sẽ làm cho anh đau khổ hơn, thì tôi mới hả dạ. Anh xin lỗi, những chuyện ngày trước anh thừa nhận là anh đã từng làm những chuyện sai quấy với em. Nhưng mà người ta dùng quyền thế để hăm dọa anh, em tưởng rằng ông ta sẽ để yên cho hai chúng ta hay sao? Anh mà dám cả lời ông ta thì ông ta sẽ giết anh ngay. Mà anh cũng đã ăn năn hối hận rất nhiều, nên anh mới bất chấp nguy hiểm quay lại để tìm em. Anh nhớ không, anh đã năn nỉ em hết lời mà em có chịu theo anh đâu. Tôi đâu có điên mà chịu đi theo anh. Tôi còn hận mình là chưa giết được anh đó Sở Minh. Tôi muốn anh phải nhận lãnh hậu quả vì những việc mà anh đã làm cho tôi. Cho nên chính tôi là người đã thuê người đốt ghe và hành hung anh ra như vậy đó. Cô vừa nói cái gì? Sao? Hôm nay biết được sự thật như vậy, chắc anh bất ngờ lắm phải không? Chắc là bao năm qua anh cứ tưởng là do ông Trịnh làm việc này. Tội nghiệp anh quá. Thì đúng, tiền thuê người là của ông Trịnh. Nhưng người căm hận anh và muốn anh phải thân tàn ma dại là tôi. Là tôi, anh nghe rõ chưa? Cô, cô đầu độc tôi sao? Phải. Cô muốn giết tôi thiệt hả? Tôi muốn giết anh từ lâu rồi. Cô đúng là đầu độc ác. Tôi độc ác? Vậy có anh thánh thiện hiền lương lắm hả? Tội lỗi ngày xưa anh gây ra cho tôi cũng đã trả đủ rồi. Tôi cố quên đi tất cả để tôi làm lại từ đầu, nhưng mà anh lại xuất hiện đe dọa tôi. Anh nhiều lần tống tiền tôi hết lần này đến lần khác. Anh khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên, có biết không? Lúc nào tôi cũng lo lắng sợ hãi. Tôi cũng đã nhượng bộ anh rất nhiều lần rồi, nhưng anh đâu có chịu để cho tôi yên. Anh đã đẩy tôi vào bước đường cùng như ngày hôm nay, thì anh đừng trách tôi tại sao dùng kế để hại anh. Mày thật là thâm độc mà. Nếu đã như vậy thì mày còn lấy vàng bạc để bỏ trốn cho tao để làm gì? Cái này mà là vàng bạc hả? Anh coi kỹ lại đi. Đồ giả không đó. Khốn kiếp. Mày đã bỏ cái gì vô bánh? Tại sao mày cũng ăn mà không bị gì hết? Tôi đâu có ngu. Bỏ vô bánh thì làm sao mà lừa được anh? Chỉ cần một ít thuốc ở trong móng tay là đủ hạ được anh rồi. Ngay từ đầu anh cứ đa nghi như vậy đi là được rồi. Ai biểu mềm lòng khi thấy người ta khóc lóc làm chi rồi mang họa.
đê tiện. Ta có chết cũng không chết một mình đâu. Anh muốn làm gì tôi? Đứng còn không nổi mà bày đặt hăm dọa người ta hả? Nếu như tôi là một con đàn bà khốn nạn thì anh cũng chỉ là thằng đàn ông đê tiện nhất trên đời này. Sao? Anh muốn làm gì? Hả? Nè, làm thử tôi coi. Làm đi. Làm đi. Mày đúng là độc ác. Mày, tao có chết cũng phải lôi mày theo cùng. Giờ tôi cầu xin cứu tôi lần này. Tôi biết tội của tôi nặng lắm, nhưng mà tôi thề với cô là tôi sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ xuất hiện trước mặt của cô nữa đâu. Cô xin cô hãy cứu tôi, Kim Sa. Kim Sa, hãy cứu tôi đi. Một cách duy nhất để anh không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Bà đến tận bìa rừng mà mất dấu, con lùng sục cả đêm mà không thấy, nên chạy về đây liền để báo cho bà. Giờ sao hả bà Năm? Sao trăng gì nữa, đồ ăn hại, có bao nhiêu đó mà làm cũng không xong. Dạ bà bớt giận đi, bà Tư bà không có đơn giản chút nào đâu. Hình như bà biết có người theo dõi nên bà dụng kế treo cái áo lên để mà đánh lạc hướng con, chứ con theo sát bà lắm, đâu có dám lơ là đâu bà. Con người bà ta cũng lắm mưu nhiều kế quá ha. Bà ơi, bây giờ mình phải làm sao hả bà? Đợi bà quay về hay là con phải làm gì nữa? Chờ bà ta quay về thì coi như mọi chuyện đã xong rồi. Tao có ý này, đi theo tao. Dạ. Chị Tư ơi, chị Tư. Chị Tư. Trời ơi, em Năm, có chuyện gì mà em qua kiếm chị giờ này vậy? Dạ, tại em nghe nói là chị bị đau bụng nên em nóng ruột qua coi chị có ngủ ngon không đó mà. Cảm ơn em nha. Chị ngủ được một giấc êm rồi. Nếu như mà em không đập cửa, chắc là chị ngủ yên được tới sáng đó em. Vậy thì tốt quá. À, hồi sáng em thấy ông Xỉu mua cho chị sâu bánh ú.
Chị mua chi dữ vậy chị Tư? À, tự nhiên cái chị thèm bánh uống ngang vậy đó, cho nên chị kêu ổng mua về ăn cho đã vậy á mà. Một mình chị ăn hết nhiêu đó hả chị? À, thì cũng gần hết. Mà chắc tại vì ăn nhiều như vậy cho nên chị mới bị đau bụng đó. Chị ăn còn một hai cái, hồi nãy chị để trên bàn nè. Đâu mất tiêu rồi ta? Thiệt tình, chắc là cái đám chuột này nó tha nữa rồi. Chà, coi bộ chuột này mình không để mắt tới là tụi nó lộng hành dữ ha. Nếu mà để tôi bắt được á, là tôi đập chết cái lũ chuột này không có tha đâu. Thôi em không phiền chị nữa, chị ngủ tiếp đi nghe chị. Cảm ơn em. Thì ra là mày hả Dậu? Mày đã sai con lũ theo dõi và bày kế gạt tao, hòng đưa tao vô trong. Mày muốn hại tao chết để mày dễ bề nắm quyền cai quản cái nhà này chứ gì? Cái thứ hạ tiện như mày còn lâu mới hạ được tao. Chờ đó đi, tao không có dễ bị mày bắt nạt đâu. Con mụ đó đúng là ghê gớm lắm chứ không phải vừa. Không biết làm cách nào mà nó có thể về tới nhà sớm như vậy. Nhưng mà tao không có chịu thua đâu. Tao quyết phải tìm cho được bằng chứng. Đêm hôm nó trốn ra ngoài để làm chuyện mờ ám, tao mới yên lòng được. Lục. Dạ. Mày mau quay lại chỗ đó rồi lùng sục thật kỹ cho tao. Chắc chắn sẽ tìm được một cái gì đó quan trọng. Dạ, nhanh lên.
Ở đây nè bà. Trời, mà bây giờ nhắc lại á, con còn thấy ớn lạnh nè bà. Con vất vả lắm mới lôi được hắn lên đây đó. Con đã kiểm tra rồi, hắn vẫn còn thở. Còn thở? Ừ. Nhưng mà cũng như cái xác không hồn. Vậy bây giờ mình tính sao hả bà? Trước mắt mày tìm một chỗ kín đáo giấu hắn ta đi, rồi khi nào thời điểm thích hợp ta sẽ dùng tới. Nhớ duy trì sự sống cho hắn, không được để cho hắn chết hẳn nghe chưa? Con biết rồi bà. Đúng thiệt là trời giúp ta mà. Cũng sắp tới lúc hạ màn dán cờ này rồi, Kim Sa à. Là chị mà. Có chuyện gì vậy? Em bình tĩnh lại đi. Chuyện gì vậy em? Em Tư, có chuyện gì mà em kêu là thất thanh dữ vậy? Dạ không sao, em chỉ nhìn thấy ác mộng thôi à. Em Tư à, nếu như mà em nằm ngủ mà mơ thấy ác mộng thì em niệm Phật một lát rồi ngủ lại, như vậy thì sẽ ngủ yên hơn. Em cứ thử đi nghe. Vậy thôi, tụi chị về nghe. Dạ. Em ráng ngủ nha. Chắc là cô ta cố giết tên đó để bịt miệng nên mấy nay mới hốt hoảng lo âu như vậy. Chỉ có kẻ sát nhân thì mới có trạng thái hoảng loạn như cô ta. À, như vậy cũng hay. Tao mới vừa nghĩ ra kế này. Lụ, ừ? Mày mau quay lại chỗ giấu tên đó, rồi mày bí mật đưa hắn về đây. Đã đến lúc dụng tới hắn rồi. Nhưng mà hắn bây giờ thôi thớp như thay ma, bà mang về đây làm gì? Tao muốn xác thật lại, coi bà ta có phải là kẻ giết chết hắn rồi dứt xác xuống vực sâu hay không. Bằng cách nào vậy bà? Tao sẽ khiến cho bà ta phải mở miệng thú nhận tội sát nhân. Bây giờ mày cứ làm theo lời tao đi, đừng có hỏi nhiều. Thank you.
Sở Minh là Sở Minh, anh đừng có đi theo tôi nữa. Anh làm ơn đừng có phá tôi nữa được không hả? Anh chết là do anh ép tôi tới đường cùng, chứ tôi cũng đâu có muốn giết anh đâu. Còn như bây giờ, số của anh tới đây đã tận. Tôi xin anh đó, đầu thai kiếp khác đi, chứ đừng có đi theo ám tôi nữa. Bây giờ tôi hứa, hàng tháng tôi sẽ cúng vàng mã cho anh đều đặn, để ở dưới anh không phải chịu lạnh lẽo nữa nha. Anh làm ơn đi, làm ơn buông tha cho tôi đi Sở Minh, đừng có ám tôi nữa nha Sở Minh. Đừng có ám tôi nữa nha, tôi xin anh đó Sở Minh. Dạ, con thấy bà Năm mang nhang đèn ra đúng như thẩm đó cúng, mà trong hoảng loạn hoảng sợ lắm, mà miệng thì cứ lẩm bẩm kêu Sở Minh. Vậy là tao đã đoán đúng, chính bà ta đã giết nhân tình của mình để phi tan bằng chứng. Mặc dù biết trước như vậy, nhưng tao cũng thấy ghê sợ sự độc ác tàn nhẫn của bà ta. Không ngờ chỉ vì bảo vệ địa vị của mình mà bà ta ra tay tàn độc giết chết người mà đầu ấp tai gối. Con người xấu xa như bả thì ta có loại trừ cũng không có gì quá đáng hết. Lự, dạ, đã đến lúc cứ theo kế hoạch của ta đã bày, giờ kết thúc bà ta được rồi đó. Dạ. Chị Hai, em nghi ngờ nhân tình của chị Tư đã chết rồi đó chị. Trời, em nói gì nghe ghê vậy? Mà sao em biết mấy chuyện này? Em nghe chị Tư mớ nói vậy đó. Hắn chết rồi nên mới không tới chỗ hẹn sao? Nhưng đó cũng chỉ là lời nói mớ của cô ta, chưa chắc là sự thật. Không chỉ là lời nói mớ không thôi đâu chị. Em tin không những hắn ta đã chết, mà chị Tư cũng liên can trong chuyện đó nữa. Chứ chị nhìn đi, khi không á, chị Tư lại hoảng loạn la hét vô cớ như vậy chứ. Nếu như mình không làm gì sai thì đâu có bị ám ảnh dữ vậy. Chị Tư tiều tụy xuống sắc, thấy rõ luôn, tội nghiệp ghê á. Em Tư ơi, em có ở trong phòng không em Tư? Chị vô nghe. À, chị. Em Tư, chị nghe nói em hay mất ngủ hả? Em thấy trong người của mình thế nào? Cảm ơn chị nha, tôi chưa có chết. Chị có lòng hỏi thăm mà sao em hằng học với chị vậy? Mà hình như dạo này em ngủ hay nằm mơ thấy ác mộng lắm đúng không? Thường người ta nói tâm bất an thì hay thấy ma quỷ lắm. Bộ dạo này em có chuyện gì bất an lo lắng lắm sao? Chị khéo lo, ban ngày thôi tôi cũng thấy ma quỷ lởn vởn trước mặt mình kìa. Có gì đâu phải sợ. Em đừng có nói cứng như vậy. Có chuyện chi á thì mình phải lo giải quyết liền, chứ không thôi để lâu là mệt lắm. Hay là em có cần mời thầy Pháp về trấn yếm không? Chứ chị nghe nói á, mấy cái oan hồn nó sẽ theo ám ảnh tới những người đã hại nó cho tới suốt cuộc đời luôn đó. Họ chết tức tưởi nên không có đầu thai được. À, hay là tối ngủ em nhớ để đèn ngang, để cho đỡ gặp ác mộng nha em Tư.
cho mình. Tôi không cố ý, tôi không cố ý với anh đâu, tôi không cố ý với anh đâu. Tất cả là tại anh, tại vì anh ép tôi thôi. Chứ tôi không có cố ý với anh đâu. Tôi vàng anh đó, anh đừng có theo tôi nữa. Anh đừng có theo tôi nữa, tôi có đốt vàng mã cho anh rồi mà. Anh đừng có theo tôi nữa, tôi sẽ đốt nhiều hơn nữa. Đừng, đừng mà, anh muốn gì nữa hả? Hay là anh muốn tôi chết theo anh mới vừa lòng hả dạ? Đừng mà, đừng ám tôi mà. Tôi xin anh, đi đi, đi đi, đi hết đi, đi đi. Sợ Minh, sao kiếp này tôi có nợ nần gì với anh mà anh theo tôi hoài vậy? Anh bắt tôi phải trả miết vậy hả? Lúc anh còn sống thì anh dạy dò tôi, mà giờ anh chết rồi anh còn ám tôi như vậy nữa. Tôi trù cho anh chết, anh không được đầu thai làm người, anh phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Anh có nghe rõ hay không? Anh phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục như vậy tôi mới an lòng. Trời ơi, em làm cái gì mà dán mù tùm lum vậy em Tư? Em có hỏi qua ý kiến của em ba chưa? Trời, chị ba đồng ý á, chắc nó giết tôi chết rồi đó. Coi, em, nó là ai? Em tỉnh trí không vậy em Tư? Em đang nói gì kỳ vậy? Phải, mấy người nghĩ tôi không bình thường đúng không? Ừ, tôi bị điên đó, vừa lòng mấy người chưa? Mấy người tránh xa ra đi. Tránh xa ra đi. Tôi đã không kiềm chế được đó. Chuyện không liên quan tới mấy người. Bình tĩnh lại đi. Chuyện của tôi. Đi ra khỏi phòng tôi đi. Đi 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 đi mà. Ủa cô Xuyến, đi vô trong kêu bà Tư ra ăn cơm đi. Dạ, tôi có kêu mà bà Tư không có ăn. Bà chỉ ở trong nhà đọc kinh và không chịu đi đâu hết. Lúc này em Tư bị sao vậy? Có ai biết chuyện gì xảy ra không? Em cũng không biết chuyện gì xảy ra với chị nữa. Chị ba, hay là mình mời thầy về khám cho chị Tư được không? Có vô được phòng của em Tư đâu mà khám. Vừa tới cửa là cô chửi rác mặt rồi. Nhưng tình hình cứ kéo dài như vậy không ổn chút nào hết. Nhìn chị Tư giống như là bị ma nhập vậy đó. Sao? Cô nói gì? Hồng Liên đã chết rồi. Tại sao lại chết chứ? Dạ, chính cậu hai đã giết Hồng Liên sau một cuộc cãi giả đó bà. Trời, thiệt vậy sao hả cô Xuyến? Trời ơi, tôi chỉ muốn Hồng Liên bắt hai cha con của hắn ta đền tội. Ai mà ngờ lại xảy ra kết cục như thế này chứ. Tội nghiệp Hồng Liên. Còn Phú Túc, Phú Túc có bị bắt chưa? Dạ, cậu hai sau khi ra tay đã bỏ trốn. Quan quân đang cho truy nã khắp kinh thành. Dạ,
chắc chắn trong nay mai cũng sẽ về tới làng mình để thông cáo. Còn ông Trịnh thì sao? Ông ta đang trên đường quay về đó thưa bà. Tội nghiệp Hồng Liên quá. Thù của cổ chưa trả xong mà cổ đã bỏ mạng rồi. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Cô Xuyên. Dạ. Cô hãy xuất bạc rồi cho người mai táng cô ta cho đàng hoàng. Sau này khi cải táng mang trò về, đem về quê nhà để chôn. Dạ tôi biết rồi thưa bà. Ông Tô, ông đã cho người tìm Phú Túc giùm tôi chưa? Tôi đã cho bọn vô thủ vô thực lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm trong cái kinh thành này, nhưng vẫn không tìm ra được Trịnh công tử. Dường như cậu ấy đã rời khỏi kinh thành rồi đó. Ông Tô à, tôi biết con tôi đã làm chuyện có lỗi với con gái nuôi của ông, vậy mà ông cũng không hờn trách. Đã vậy còn nhiệt tình giúp đỡ, làm tôi áy náy quá. Đúng là trong cơn nguy nan mới biết ai thù ai bạn. Tôi rất biết ơn ông. Vậy trong mấy ngày tới ông cứ tiếp tục tìm nó giúp tôi. Nếu tìm ra thằng Phú Túc, ông làm ơn che giấu nó ở một chỗ nào an toàn, rồi cho người báo tin tôi biết nghe. Còn phần tôi sẽ về quê ngay. Hy vọng sẽ tìm ra nó trước khi bị quan quân truy bắt. Được rồi, ông cứ yên tâm đi về đi. Tôi với ông mà còn khách sáo quá. Mọi chuyện ở đây ông cứ để tôi lo. Đa tạ. Nè, dừng lại. Sao qua. Chị? Có sao rồi. Không? Qua. Đi tự đi cẩn thận nha. Dừng lại. Dạ, qua đi. Dạ. Dừng qua. Thôi từ từ qua. Thôi, có gì đâu. Chạy đón đây rồi. Đi nhanh nhanh lên nè. Qua. Đi qua anh kia. Dạ. Thả. Sở Minh. Sở Minh. Sở Minh ơi. Sở Minh ơi, Sở Minh. Anh tha cho tôi. Anh tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Sở Minh ơi, tôi lại anh, tôi lại anh, tôi xin anh, anh làm ơn, anh làm ơn tha cho tôi đi, tôi xin anh mà, tôi không có ý gì anh đâu mà, đừng bám theo tôi nữa mà, đừng bám theo tôi nữa, đừng có kiếm tôi nữa mà, tôi lại anh, tôi lại anh, tôi lại anh, đừng có kiếm tôi nữa, đừng có bám theo tôi nữa mà, tôi sợ lắm rồi. Đừng có kiếm tôi nữa mà. Nếu như bà bị ma quỷ ám thì tối ngủ bà nên bỏ con dao này dưới gối nằm thì sẽ trừ được tà và bà sẽ có giấc ngủ ngon.
Dạ thưa bà ta hiện nay tâm trí đã trở nên điên loạn, không còn phân biệt được ngày hay đêm, mơ hay tỉnh nữa. Miệng thì cứ lẩm bẩm tên Sở Minh Miết, bộ dạng thì sốc xếp, nhìn thiệt là thảm hại. Vậy là đã đến lúc hạ màn rồi. Đêm nay ta sẽ bắt bà ta thú nhận hết tội lỗi của mình. Bây giờ mày hãy đi lo mọi chuyện theo kế hoạch đi. Mau lên. Dạ con biết rồi thưa bà. Trời ơi, rồi bây giờ tính sao đây chị cả, em ba? Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy được chuyện kinh khủng tới vậy. Lại còn xảy ra ở trong nhà mình nữa chứ. Cứ nhắm mắt lại là tôi sẽ thấy cảnh mình mẩy máu me tùm lum. Thiệt là ghê quá đi. Em hai à, em bớt nói lại đi. Mọi người ai cũng hoảng sợ lắm rồi. Em đừng làm cho không khí thêm căng thẳng nữa. Hiện nay em Tư đã bị giam vào ngục, còn xác người đó đã được đưa về nha môn để khám nghiệm tử thi rồi. Chị đoán nay mai quan trên sẽ cho người tìm đến Trịnh Gia Trang để lấy lời khai từng người chúng ta. Mọi người cứ bình tĩnh, mình không làm gì quấy hết. Chị em đừng lo lắng. Chị cả, chị định liệu chuyện này ra sao? Chứ đến khi quan quân đến nhà mình lấy lời khai thì chẳng phải tạo cho thiên hạ có cơ hội dèm pha dị nghị hay sao? Chị có dự tính gì không? Thiệt, năm xuôi tháng hạn mà, tất cả là cũng do em Tư mà ra. Thôi, bây giờ có chửi rủa hay là trách cứ thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi thấy như vậy, chị cả, chị hai, em năm, nghe coi thấy được không nha? Chúng ta tuy đông nhưng cũng chỉ là thân phận đàn bà, không có tiếng nói ngoài xã hội. Nên nếu như mà quan quân tới đây cố tình làm khó làm dễ thì sẽ gặp nhiều phiền phức lắm. Chi bằng mình nhờ người cấp tốc lên kinh thành kêu ông về gấp. Chứ chuyện này là chuyện lớn, cần phải có sự góp mặt của ông. Mọi người thấy làm sao? Hiện thời tinh thần của bà Tư còn chút hoảng loạn, ăn nói thì thiếu kiểm soát, nên ta chưa thể lấy lời khai được. Ta cũng đã cho thầy Lan vào khám, nhưng bà Tư hung dữ quá, không thể tới gần được. Em Tư à, sao lại ra nông nỗi này chứ?
Hai bà có biết gì về nạn nhân không? Dạ bẩm quan, chúng tôi chưa gặp qua người đó bao giờ. Hôm qua đội khám nghiệm tử thi đã phát hiện ra nạn nhân bị thương rất là nặng trước khi bị đâm chết. Trên người ông ta có rất nhiều vết bầm và trầy xước, còn xương thì gần như bị gãy hết. Có lẽ bà Tư đã cất giấu ông ta ở trong phòng, cho nên họ đã xảy ra xô xát rồi dẫn đến tử vong. Trời ơi, tôi không tin. Chuyện này hoang đường quá thưa quan lớn. Cô ta là người khôn ngoan, hiểu biết, cớ gì lại giấu người bị thương trong phòng mình rồi lại giết ông ta như vậy chứ? Xin ngài rộng lòng tra xét còn có khuất tất gì bên trong hay không. Thôi mà chị cả, chị bình tĩnh lại đi. Quan huyện đây chắc chắn sẽ cho người điều tra ngọn ngành. Nhưng chuyện em Tư đâm chết ông ta ai cũng nhìn thấy mà. Mình không thể làm bộ như không phải được. Em Tư đã gây ra tai họa thì em ấy phải tự hứng chịu. Mọi thứ đã có hình phạt. Chị em mình có thương, có xót cũng không thể nào can dự vào được đâu chị. Chị biết. Nhưng bây giờ nhìn cổ ngơ ngơ ngác ngác như vậy, chị cầm lòng không đậu. Dạ thưa quan trên, xin ngài nể tình công lao đóng góp của Trịnh gia chúng tôi biết bao nhiêu lâu nay mà châm trước cho cô ta một chút được không? Dù gì cổ cũng là bà Tư của nhà họ Trịnh. Đừng hà khắc hay bạc đãi cô ta quá mà tội nghiệp. Ta biết rồi bà cả. Ta luôn mang ơn những đóng góp cho làng cho xã của nhà họ Trịnh đây, nên bà cứ yên tâm. Dạ. Bà cả ơi, bà cả, có mấy ông lính á tới nhà mình, mấy ông đòi xét nhà đó bà. Gì? Các ông làm gì vậy? Chào có bà. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà mấy người lại xét nhà tôi? Chẳng phải chuyện của bà Tư mấy người đã tra xét rõ ràng rồi sao? Bà là bà cả của Trịnh gia phải không? Phải. Tôi dân mệnh của triều đình tới đây để truy tìm Trịnh Phú Túc, con trai bà. Phú? Cậu ta can tội sát nhân trên kinh thành và đã bỏ trốn mấy hôm nay. Đây là lệnh của triều đình, mà xem đi. Mong bà và mọi người không cản trở chúng tôi khi chúng tôi thi hành công vụ. Mọi người đâu, lục soát. Dạ. Không được bỏ sót một ngõ nào trong nhà này. Trời ơi, trời ơi, tại sao, tại sao con trai tôi lại làm vậy? Sao con tôi lại là sát nhân được? Các con có làm lẫn gì không? Có chuyện gì vậy chị cả? Em ba ơi, người ta nói thằng hai, thằng hai can tội sát nhân rồi em. Trời ơi, bây giờ nó đang bỏ trốn, cho nên bây giờ mấy người này tới để truy nã nó. Trời ơi, sao mọi chuyện cứ tới dồn dập như vậy? Chị cả, chị bình tĩnh lại đi. Mong là chỉ là chuyện gì đó nhầm lẫn thôi, chứ thằng hai hồi nào giờ nó đâu phải là kẻ vũ phu bạo lực như vậy. Con ơi là con. Thưa ngài, chúng tôi đã lục soát toàn bộ Trịnh gia trang nhưng không tìm thấy Trịnh Phú Túc. Bà Trịnh, tôi mong bà hiểu cho. Con trai bà hiện đang là tội phạm bị triều đình truy nã. Không. Nếu bà biết anh ta ở đâu thì hãy khuyên anh ta ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Còn nếu bà không báo hoặc cố tình che giấu thì không chỉ bà mà cả nhà đều bị quy vào tội che giấu tội phạm. Rút lui. Không. Không, không. Chị cả. Chị cả, ông nói cái gì vậy? Ông nói thằng hai bị triều đình truy nã là sao hả chị? Họ nói nó càng tội sát nhân đó em ơi. Trời ơi. Má, chuyện gì vậy má? Chồng của con,
Nó đang bị truy nã vì tội giết người đó cô. Trời ơi, sao lại giết người? Sao lại truy nã? Con không có tin đâu. Con không có tin đâu má. Chồng con không thể nào giết người được. Ủa, mà sát nhân là sao? Mà nó đã giết ai chứ? Ủa, em tưởng ông đang ở trên kinh với nó mà. Hổm rày, mình đâu có nghe tin tức gì từ ông đâu chị. Chị cả cũng đang rối lắm. Mọi người đừng có hỏi dồn dập như vậy nữa, càng làm cho chị rối hơn. Em nghĩ ông đang trên đường về. Mình cứ chờ ông về, hỏi ông rõ ngọn ngành là được thôi. Trời ơi, à, Bích Khê, con đang có thai, không nên xúc động quá. Lỡ có chuyện gì thì sao? Bây giờ chuyện vẫn chưa rõ ràng, con cũng đừng có lo lắng quá. Thiệt là khổ. Chuyện khi chưa đi, chuyện này lại tới. Đúng là tai bay vạ gió mà. Phụ Túc ơi là bà ơi, chị... bà, ông về. Ông về bà ơi. Ông về rồi. Ông ơi là ông. Mình, có chuyện gì mình, hả mình? Mình vô trong rồi hãy nói. Mình mắt mấy bà để đâu mà để cô ta làm chuyện động trời như vậy? Tôi mới vừa đi chưa được một tuần trăng đã xảy ra tùm lum chuyện rồi. Kiểu này thiên hạ tha hồ đồn rùm lên, làm sao mà bịt miệng nổi đây. Mình ơi, em thề với mình là em không nghe bất cứ động tĩnh gì hết. Tới khi nghe la thất thanh chạy vô thì mọi chuyện đã rồi. Không biết là cổ đưa anh ta vô nhà bằng cách nào và đưa vào từ bao giờ. Mình thông cảm. Lúc đó ai cũng quảng lên hết, rồi quýnh lên, rồi không biết làm gì hết trơn. Tôi mới đánh liều nhờ thằng Út lên kêu quan quân. Thành ra bây giờ ai cũng biết trong nhà này có xác chết, có đúng không? Bà lúc nào cũng tài lanh không à. Chớ tôi biết phải làm gì bây giờ. Nhà toàn là đàn bà con gái, lần đầu thấy được cảnh tượng đó nên ai cũng sợ hãi, cứng đờ hết cả người. Nhờ chỉ có tôi là mưu trí nhất, cho nên tôi mới nhớ mà đi báo quan đó chứ. Thôi bà đừng có nói nữa, bà chỉ có giỏi làm rối lên thôi, chả giúp ích được gì hết. Mình à, mình cũng đừng lo lắng quá. Hôm trước em mới lên Gia Môn thăm em Tư, em và chị cả đã gửi gắm quan huyện để ông ta đối xử tốt với em Tư nhẹ nhàng một chút. Em cũng có dúi ít bạc cho lính canh để họ đừng có làm khó làm dễ em Tư. Với lại em cũng có nhờ họ giữ kín những chuyện này cho nhà mình rồi. Cũng may là chỉ có một mình hiểu chuyện thôi. Nhưng mà bà Tư bây giờ bà thế nào? Dạ, hiện tại cổ còn xúc động lắm, nhưng mà không có được nói năng bình thường, miệng cứ lảm nhảm những câu rời rạc nên cũng chưa có khai được gì. Có dự tính gì chưa? Em có ý này. Tội của em Tư cũng đã rõ rồi nên khó mà đổi trắng thay đen được. Chi bằng mình cứ tạm để em Tư bị giam trong ngục vài ngày, rồi tới nhờ quan phủ là chỗ quen biết của nhà mình, nhờ họ giúp đỡ. Quan phủ sẽ lấy lý do đây là trọng án nên sẽ cho người điều tra truy xét lại. Đồng thời sẽ có thầy Lan tới khám bệnh cho em Tư luôn. Nếu người của quan phủ xác nhận em Tư bị loạn trí, không kiểm soát được hành vi của mình, thì em nghĩ quan huyện cũng khó mà phân xử. Lúc đó sẽ bác lại vụ án. Như vậy thì em Tư sẽ thoát được án tử và sẽ được đưa đi chữa bệnh. Mình thấy như vậy có được không? Em đang xúi ông làm chuyện gian dối đó hả em ba? Tưởng ý gì hay, té ra là hê lên cho bàn dân thiên hạ biết là em Tư bị bệnh tâm thần. Như vậy thì còn gì danh dự của nhà họ Trịnh này nữa. Vậy bà có kế gì hay hơn không? Bà nói tôi nghe coi. Tôi chưa nghĩ ra. Vậy thì im cái miệng luôn giùm tôi một cái. Là cứu chị Tư thoát khỏi án tử, còn những cái khác từ từ mình tính tiếp. À, vậy ra em Tư thoát án tử là nhờ em đó hả em ba?
Em cũng thiệt là đa mưu túc trí. Vậy mà hồi nào giờ chị tưởng em hiền lành, chất phát dữ lắm. Té ra cũng nhiều mưu giống như ai. Cảm ơn chị đã quá khen. Nếu không phải là em Tư mà là chị hay là người nào khác thì em cũng sẽ giúp như vậy thôi. Nếu như cái tin em Tư giết người loan ra ngoài thì cả nhà mình khó tránh khỏi chuyện thị phi. Mình nè, nãy em chưa nói hết ý. Em nghĩ sau khi em Tư thoát được án tử thì mình nên tìm cách đưa em Tư về nhà để chữa trị. Như vậy sẽ tốt hơn là để trong ngục. Mình thấy em tính như vậy sao? Mình tính như vậy cũng được đó. Mấy bà nghe đây, chúng ta cứ làm theo lời của bà ba. Nhưng nhớ, tuyệt đối không được hé răng chuyện này với ai, kể cả với đám gia nhân hầu hạ thân tín. Tôi mà nghe bất kỳ ai nói ra nói vô cái chuyện này, tôi sẽ phạt nặng đó. Còn chuyện cái thằng Phú Túc nữa, tôi cũng không muốn ai nói ra nói vô. Nó vẫn đang là tội phạm triều đình, đang bị truy nã, nên đừng làm cái chuyện gì dại dột đó, nghe chưa? Dạ. Chị cả à, chắc chị đang lo cho Phú Túc lắm có đúng không? Thiệt ra ông chưa kể hết cho chị chuyện ở trên kinh thành đâu. Em không biết là có nên nói cho chị nghe hay không. Em biết chuyện gì hả? Em kể cho chị nghe đi. Nó đã làm sai cái gì? Nó đã giết ai? Mau nói cho chị nghe đi. Chị bình tĩnh lại đi. Thiệt ra thì em có một người quen ở trên kinh, có biết về vụ việc này. Người mà Phú Túc giết chết là một cô gái được cho là tình nhân của nó. Nó giết vì ghen cổ đã qua lại lén lút với một người đàn ông khác. Mà người đàn ông đó chính là... Là ai hả em ba? Là ông đó chị. Em nói cái gì? Chuyện đó là thật sao? Ông và Phú Túc, hai cha con cùng yêu một cô gái sao? Dạ, thì em nghe người ta kể lại là như vậy đó. Họ còn nói là Phú Túc chỉ lỡ tay sát hại cô gái đó trong lúc nó đang cãi giả với cô ấy, chứ nó cũng không cố ý. Lúc đó có nhiều người tại quán trọ chứng kiến lắm. Tính ra Phú Túc chỉ mang tội ngộ sát thôi. Nếu như nó ra đầu thú thì chắc sẽ được khoan hồng đó chị. Trời ơi, tôi có nghe lầm không vậy hết trời? Nội cái chuyện mà nó giết người còn chưa đủ tồi tệ hay sao? Mà bây giờ còn thêm cái chuyện hai cha con tranh nhau một cô gái đó nữa chứ. Trời ơi, sao chuyện xấu cứ đổ dồn lên cái nhà này vậy hả trời? Ông ơi là ông, con ơi là con, tại sao lại như vậy? Đẹp mặt chứ, cha con trở mặt nhau vì một đứa con gái. Bây giờ thì thằng con trốn chui trốn nhủi vì lỡ đâm chết tình nhân do ghen tuông với cha mình. Còn cha nó chắc cũng đứng ngồi không yên, chứ không có bình tĩnh như cái dáng vẻ của ổng đâu. Đáng kiếp cái thứ dâm ô háo sắc. Đúng là cha nào con nấy mà. Nhưng mà chuyện này xét ra là có lợi cho tao, vì nếu thằng đó gặp chuyện gì thì con tao đương nhiên sẽ trở thành người duy nhất nối dõi tông đường. Chẳng phải trời giúp tao rồi sao? Bà nói thiệt là chí lý. Cờ tới tay á thì tội gì mà không vất. Còn thấy á, ngày bà nắm quyền hành trong cái nhà này không còn xa nữa đâu. Bà nhớ, lúc đó bà nhớ thưởng công cho con nghe bà. Chuyện đó mày khỏi lo. Hiện thời con ca nữ đã bị điên loạn coi như xong. Còn bà hai thì lanh chanh lấp chách, tao bóp mũi dễ như trở bàn tay vậy đó. Còn bà cả
thì những cái bóng vật vờ. Tối ngày chỉ biết tụng kinh mà thôi. Dạ, vậy là bây giờ chỉ còn bà ba. Bà ba hiện giờ đang nắm quyền hành và được ông tin cẩn lắm, nên bà hãy về chừng đó. Bà ba có tính an phận, nhu nhược nên cũng không đáng lo lắm. Nếu bà ta đừng làm kỳ đà cản mũi của tao thì tao cũng sẽ không đụng tới bà. Tính tao sòng phẳng vậy đó. Ai hại tao thì tao hại lại, còn ai có ơn với tao hoặc biết điều với tao thì tao đâu có việc gì phải ra tay triệt hạ. Con chỉ lo xa vậy thôi, chứ với bà thì đâu có ai là đối thủ đâu. Nanh độc gian xảo như bà hai với bà tư á, bà còn trị được mà. Nói ra thì cũng cảm ơn mày nhiều đó Lựu. Không có mày làm tay trong thì ta cũng khó gài bà hai vô bẫy, rồi mượn tay bả triệt hại bà tư. Nếu bà hai biết mày đã mét tao, biết mấy âm mưu trước kia của bả, chắc là bà tức ọc máu bà chết đó. Là do bà hai chủ quan thôi. Bà lúc nào cũng nghĩ con thù bà. Như vậy thì làm sao mà trở mặt với bà để theo bà được, đúng không? Mà cũng do bà hết á. Nếu bà không đổ hết tội cho con thì con đã không quay lưng với bà rồi. Mọi việc xảy ra với bà hai á đều là do bà tự chuốc lấy. Hại người mà chuốc lấy thôi, rồi tự gậy ông đập lưng ông. Con không làm gì phải hổ thẹn với bà hết á. Đúng vậy, ác giả ác báo. Nếu bà ta không có ý thuê người hại tao thì tao cũng đâu có gài bẫy thuê người hại bà tư rồi đổ hết lên đầu của bà. Đáng đời, tao đã nói rồi, kẻ nằm ác với tao thì tao sẽ hại gấp đôi khi mà tao có cơ hội. Hãy nhìn vào gương của con ca nữ mà cảnh tỉnh. Bây giờ nó điên rồi, nhưng điên cũng không ra điên, mà tỉnh cũng không ra tỉnh. Thôi, con vô con bằng công chuyện đây. Con đi nghe bà. Ừ. Con Lựu về phe con dậu rồi bán đứng mình từ lúc đó. Vậy mà mình không hay biết gì hết. Lũ khốn kiếp, đúng là nồi nào úp vung đó. Mà nói ra cũng tại mình ngu quá. Đáng lẽ mình phải đề phòng con dậu ngay từ lúc nó mới lên làm bà Năm. Trời đất ơi, cái gì mà sóng gió liên tục vậy nè. Hết bà Tư gây án mạng đến phát điên, bây giờ tới vụ bị truy nã về tội sát nhân. Mới coi sơ sơ mà muốn hoa cả mắt. Hay, tôi thấy đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Bà Tư thích dùng mưu trí để hãm hại người khác, nhưng cuối cùng lại bị mất trí. Trời cho bà ta trí thông minh là để làm chuyện có ích, nhưng mà bà ta đã dùng nó để làm chuyện hại người, cuối cùng đã bị lấy lại. Vậy là đúng rồi. Không chỉ hại người trong nhà đâu, mà bà còn hại chết cố nhân của bà nữa. Nhìn sợ Minh chết trong oan ức mà đau lòng luôn. Đêm qua tôi thấy Hắc Vô Thường dẫn hồn phạm Sở Minh về âm ti để mà trình diện Diêm Vương. Người này cũng là tên vô lại, chứ cũng không có tốt lành gì đâu. Lúc hắn còn sống thì lười nhác, ham mê cờ bạc, thích ngồi mát ăn bát vàng, chiếm đoạt tài sản người khác để hưởng lợi cho bản thân. Sổ này để ghi rõ tội danh của hắn. Hắn chắc chắn sẽ lãnh hình phạt thích đáng để trả giá cho tội lỗi của mình. Không biết sắp tới nhà họ Trịnh
có còn xảy ra chuyện gì nữa không? Chứ bây giờ nhìn mặt ai cũng đằng đằng sát khí, chỉ cần á người kia sơ hở thôi là lao vô ăn thua đủ liền. Tụi tôi chia làm ba hướng để theo dõi ghi chép, vậy mà còn không xuể nữa đó ông. Mà nói thiệt nghe, năm nay đúng là cơn ác mộng của những người ở trong nhà đó, và kể cả cho chúng tôi nữa. Ôi, đáng sợ thiệt. Má Bích Khê à, sao trưa nay con ăn ít quá vậy? Tối qua má nghe nói con cũng không uống hết thuốc bổ hả? Má biết con đang lo lắng chuyện thằng Hai, nhưng mà con cũng phải nghĩ tới đứa con trong bụng chứ. Con cứ như vậy là má lo lắm biết không? Dạ con biết, nhưng mà con ăn không vô má ơi. Cứ nghĩ tới chồng con, chưa biết bây giờ sống chết ra sao. Là cổ họng con lại bị nghẹn, miệng thì đắng ngắt, không muốn ăn uống gì hết. Tại sao ảnh lại làm ra chuyện dại dột như vậy hả má? Rủi ảnh bị kết án nặng thì mẹ con biết phải sống sao đây hả má? Hiện thời mình chỉ nghe chuyện này từ phía quan quân thôi, nên con cũng đừng bi lụy quá. Con à, má tin thằng Phú Túc á, nó không có làm chuyện ngu dại tới vậy đâu. Chỉ sợ là có ai đó gài bẫy hoặc là vu oan cho nó. Thôi, còn nước còn tát mà con. Má con mình cứ hy vọng là nó không phạm tội, chứ cứ rầu rầu rồi bỏ ăn bỏ uống như vậy hoài cũng đâu có giúp được gì cho nó đâu hả con? Dạ, con cũng mong là như vậy. Má, má cũng nên bảo trọng, đừng lo lắng quá mà mất ngủ rồi lại trở bệnh nha má. Má phải khỏe, phải vui, để còn bé cháu nữa. Chắc là nó cũng sắp ra đời rồi. Bữa giờ nhà mình gặp đủ thứ chuyện. Nếu không có đứa cháu nội sắp ra đời này, chắc là má cũng ngã quỵ mất rồi. Thôi thì má con mình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, coi như vì thằng Phú Túc và đứa nhỏ này nha con. Bây giờ má chẳng mong gì hơn là gặp được thằng Hai để hỏi cho rõ nguồn cơn, rồi còn tìm cách mà lo cho nó nữa. Má nhất định phải lo cho thằng Hai tai qua nạn khỏi, để cha con nó còn nhìn thấy mặt nhau nữa chứ. Em Tư đi cẩn thận thôi, mình về tới nhà mình rồi. Thế em ngồi làm gì vậy, buông tôi ra coi. Em Tư, nhà đẹp quá à. Em Tư vô phòng đi. Ủa, mấy người là ai vậy? Mấy người làm gì mà cứ bu tôi hoài vậy? Nè mấy người tránh ra đi. À, tôi biết rồi, mấy người thích nghe tôi hát đúng không? Vậy để tôi hát cho mấy người nghe nha. Thôi em Tư, em Tư, để tôi hát. Bây giờ em vô phòng đi, nghe lời chị vô phòng đi nha. Đừng có đứng đây nữa, nhanh lên. Ủa, mấy người làm gì vậy? Bộ không thích nghe tôi hát hay sao? Con nghe vậy? Lời chị vô trong phòng đi rồi chị nghe em hát nha. Đi. Nè, để tôi được hát rồi, cho em Tư. Nghe mà. Về phòng đi rồi chị nghe tôi em hát nè. Đi đó. Để tôi hát. Ừ.
Vô đi em. Vô đây. Đây, em ngồi xuống đây đi. Em ngồi đi. Em Tư, em ngồi xuống đây đi. Cẩn thận đó. Ở đây là đâu mà đẹp quá vậy? Tôi chưa bao giờ được ở trong căn nhà đẹp vậy luôn á. Đây là phòng của chị. Chị không nhận ra thiệt hả chị Tư? Em Năm, em hỏi gì kỳ vậy? Em Tư đang tinh thần bấn loạn thì làm sao nhận ra được cái gì chứ? Ngay cả bây giờ kẻ thù cô đứng ngay trước mặt, cổ còn không nhận ra nữa. Mà nói chi phân biệt được phòng này phòng kia. Thôi, mình đi ra ngoài cho cổ nghỉ ngơi đi. Người bệnh mà bị ồn ào như vậy dễ bị kích động lắm. Lụ nè, từ rày về sau bà giao cho con chăm sóc bà Tư. Bà Tư bị bệnh, không tự chăm sóc bản thân mình được, nên con phải cẩn trọng, nhớ chăm sóc chu đáo nghe chưa? Dạ con biết rồi bà ba. Nhớ chăm sóc bà Tư cho tốt nghe con. Dạ ba cả. Chăm sóc bà Tư nha con. Dạ. Đi chị cả. Dạ, bà để con làm cho, bà coi chừng lạnh đó. Tới giờ ăn cơm rồi bà Tư. Qua ăn cơm đi bà Tư, tới giờ ăn rồi kìa. Hát cái gì mà hát? Ăn cơm xong rồi hát. Ăn cơm xong rồi hát nghe. Ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống ngoan nghe. Ngồi xuống. Ăn cơm nghe. Cơm ngon lắm á. Nè ăn đi. Con năn nỉ bà đó, bà không ăn là con bị rầy đó. Nè ăn đi, đẻ lên. Cơm ngon lắm đó, ăn giùm con đi bà. Ngoan, ngoan nè, ăn giùm con đi, cơm ngon lắm á. Trời ơi, khổ quá à. Bà không ăn là con bị rầy liền đó. Lựu, để đó cho tao. Dạ. Lạc nhách lạc nhơ vậy, sao mà bà Tư ăn được hả mày? Ủa, con thấy vừa ăn mà bà. Tao nói lạc là lạc. Tránh ra, để tao chăm bà Tư giùm cho. Sao mày rành khẩu vị của bà Tư bằng tao được? Phải thêm tí muối, vị nó mới đậm đà, mới ngon được. Nè chị Tư, chị Tư, chị ăn đi. Món này ngon lắm. Chị ăn hết muỗng cơm này thì tôi mới tin chị bị điên thì. Nè, chị là đào hát mà, chị diễn xuất tài tình lắm, làm sao tôi biết được lúc nào chị giả bộ. Nè, chị ăn đi. Hả? À. Ngon. Ngon. Ngon lắm á. Ngon. Ngon đúng không? Ngon ha. Ngon ha. Ngon không? Ngon. 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 Ăn nữa nha. Ngoan, ăn tiếp nha.
em muộn nữa nha. Ngoan nè. Không, nè không, ăn đi không, nghe lời thương. Nè không, nè chị Tư không, chị Tư ngoan đi. Nè chị Tư, ngon lắm đúng không chị? Nếu như chị dễ điên thiệt thì tôi phải công nhận chị diễn giỏi quá luôn á, xứng danh là ca kỹ nổi tiếng khắp cái vùng này. Bây giờ chị ăn tiếp cái muỗng này nha, ăn đi chứ bỏ phí lắm đó. Hả, há miệng ra hả, 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 ăn đi, ăn đi, ăn vô, há miệng ra, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Lúc chị lập mưu hại tôi, chị tự tin lắm mà, cao ngạo lắm mà. Sao bây giờ chị thê thảm quá vậy hả chị Tư? Nếu như chị an phận làm bà Tư, đừng có chọc ngoái đến tôi, thì tôi đâu có hại chị làm gì. Chị ra nông nổi này là do chị hết, chị hiểu không? Lần sau nếu có hại người thì nhớ né con dậu rồi ra, nghe chưa? Ăn đi, ăn ngon lắm, ăn đi. Em Tư ơi, em Tư, em Tư à, có chuyện gì mà em la dữ vậy? Em Tư. Trời ơi, trời ơi chị Tư. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với em vậy hả? Em chỉ đút cho chị ăn thôi mà, chị không ăn thì thôi, chị còn đập tô canh như vậy nữa. Trời ơi, trời ơi, em Năm, tay của em nó bị phỏng rồi kìa. Thôi thôi, để đó đi, để đó đi, mau đi lấy thuốc đi, rồi chị kêu mấy đứa nhỏ nó lên nó dọn. Dạ. Em Tư, sao vậy? Sao em không chịu ăn cơm? Đưa chị coi. Nó... Em Tư à, em Tư, chị là chị cả đi mà, chị là chị cả đi, em không nhận ra chị sao? Em ngoan, thôi được rồi, để chị lấy mâm cơm mới cho em ăn nha. Không ăn, không ăn đâu, không ăn mà, không em ăn. Không ăn thì làm sao mà có sức? Em ăn cơm nha. Chị là chị cả đây mà, chị cả của em đây. Phú Túc ơi, có phải con không Phú Túc? Nếu là con thì hãy ra đây đi Phú Túc, con ra đây gặp má đi con. Má chỉ có một mình à, con đừng có sợ. Con ra với má đi con, má nhớ con lắm, má muốn gặp con. Phú Túc, Phú Túc à, Phú Túc, con có nghe lời má không con? Phú Túc, Phú Túc, trời ơi, con ơi, sao con lại ra nông nổi như vậy? Con sợ má ơi. Con đã nhiều lần cảnh báo mà cha không có chịu tin. Cha cứ nghĩ là con ghen tuông nên mới nói xấu cũ để chia rẽ hai người. Tất cả những chuyện cũ làm, từ chuyện tình cờ xuất hiện đến lời ăn tiếng nói, đều là cố tình quyến rũ con và cha của con. Tất cả những gì cổ làm là cổ đang muốn cha con hiểu lầm trở mặt với nhau đó má. Nhưng mà con có biết vì sao cô ta làm như vậy hay không? Cổ có thù oán gì mà làm cái chuyện để hai cha con hiềm khích nhau chứ?
Chuyện cô ấy nói là do cha hại đời con gái của cổ, và cha còn phóng hỏa với chết cha của cổ để bịt miệng, nên cổ căm thù cha, muốn xẻ thịt moi tim cha. Như vậy thì cổ mới hả dạ. Cô ấy muốn cha thân bại danh liệt, gia đình của mình tán gia bại sản. Rồi cổ nói con là con trai của cha, cho nên muốn đổ tội lên đầu con, muốn con gánh thay tội cho cha. Nhưng mà cho dù thế nào con cũng không thể giết cổ. Con chỉ lỡ tay khiến cho cổ ngã, đập đầu vô gốc cột mà chết thôi à. Con không phải là kẻ sát nhân. Con nói thiệt đó má. Má tin con đi má. Má tin con nha má. Vô Túc à, má tin con thì ít gì chứ. Bây giờ quan quân triều đình đang truy nã con khắp nơi với tội danh sát nhân. Má biết làm sao để cứu con đấy. Hay là con ra đầu thú đi. Nếu như mà con ngộ sát á thì sẽ không bị kết án tử đâu. Không được, không bị kết án tử thì con cũng bị giam giữ suốt đời trong nhà lao. Con khác gì đâu hả má. Con không muốn đâu, con không muốn vậy đâu. Chứ bây giờ phải làm sao má? Má về, má nói cha cứu con nha má. Chỉ có cha mới cứu được con thôi. Cha có quen biết rộng nè, cha có tiền có bạc nè, cha giúp con trốn đi xa được không má? Chỉ cần cha chịu ra bạc là con sẽ thoát thôi. Má, má mau về nói cha cứu con nha má. Má, như vậy có ổn không con? Con trốn đi xa nhưng mà có thảnh thơi để mà sống không? Hay là phải trốn chui trốn nhủi một thân một mình, ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, rồi vợ con của con sẽ như thế nào? Trời ơi, chị nghĩ tới đó thôi mà má đã lo phát sợ rồi nè. Không sao đâu má, con chỉ tạm lánh một thời gian, đợi khi tình hình dịu xuống thì con sẽ tìm cách quay về. Chỉ cần cha tốn bạc là được thôi má. Vậy hả? Được rồi, vậy để má về má nói với cha con. Nhưng mà bây giờ con đang ở đâu, rồi ăn uống thế nào? Con à, vợ con nó lo cho con lắm không biết không? Nó đang có thai mà đêm nào cũng khóc, làm má cứ sợ nó ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng. Con đang ở tạm trong một cái chòi gian rừng, con khổ lắm má ơi. Chỉ cần nghe tiếng động thôi là con chui rủi như chuột vậy. Đợi tới tối mới dám lo ra kiếm gì ăn cho đỡ đói. Tội con tội quá. Đây, má có ít bạc ở đây, con cặp đỡ mà chi xài. 5 ngày nữa con ra đây gặp má nghe. Má sẽ đưa thêm. Nhớ cục chỗ này giờ này nghe. Con biết rồi, con đi nha má. Vô Túc con ơi, sao lại ra nông nỗi như vậy? Em Tư à, em có biết ai đã hại em ra nông nỗi này không? Chính là cái con dậu, là cái con ở đợi đó. Em có nhớ hay chưa? Mà ngó mặt của em á là chị chắc không nhớ rồi. Phải chi em tỉnh táo được một chút thì hay biết mấy. Lúc đó chị em mình lại bắt tay nhau, hại cho nó sức bức sang bang luôn. Kỳ này thì chị sẽ nhất quyết không để cho nó dắt mũi chị nữa.
sẽ không nghi ngờ em nữa. Cái con hồ ly đó đã khiến cho chị em mình trở mặt hại nhau, làm chị suýt chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà. Còn em thì thần trí điên loạn như bây giờ. Nhưng em yên tâm đi, chị sẽ thay em, sẽ trả thù nó và khiến nó hiện nguyên hình, trở lại một con ở đợ nghèo hèn dốt nát. Nó đừng có hòng hại chị em mình thêm một lần nào nữa. Cứ chờ đó mà coi. Ông ơi, tôi có chuyện này muốn nói với ông. Có chuyện gì mà bà hối hả vậy? Tôi... Có phải bà mới đi gặp thằng Phú Túc đúng không? Bây giờ nó ở đâu? Con nó nhìn tội lắm ông ơi. Nhìn bộ dạng của nó mà tôi không cầm được nước mắt. Đường đường cũng là cậu hai nhà họ Trịnh mà bây giờ sơ xác, không thua về một thằng ăn mày. Suốt ngày trốn chui trốn nhủi, thiệt là thê thảm quá ông ơi. Cái thằng đó, từ nhỏ tới lớn nó chưa làm ra một cái trò trống gì, bây giờ nó lại gây ra chuyện tay trời như vậy, là mất thanh danh của nhà họ Trịnh. Ây, thiệt tình nó làm tôi tức chết đi mà. Trời ơi ông ơi, chỉ nghĩ đến chuyện con mình nó bị người ta đánh đập, giam cầm rồi bỏ đói bỏ khát ở trong nhà lao là tôi không thể nào chịu nổi ông ơi. Tôi xin ông đó, ông mau cứu nó đi ông. Ông ơi, ông quen biết nhiều mà, ông có thể lo cho nó để nó đi xa tránh mặt một thời gian, chờ tình hình dịu xuống rồi sau này mình tính tiếp. Bà đừng có rối, để từ từ tôi tính còn có được không? Có cái vụ án này nó lan truyền khắp kinh thành, khó mà ém nhẹm nhấn chìm nó được. Nếu lo lót chạy trọt thì cũng không ai dám đứng ra bao che đâu.